Tin Vatican, ý cầu nguyện tháng 3 năm 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Trong tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cầu nguyện cho các cộng đồng Kitô giáo, đặc biệt là những ai bị bắt bớ, được cảm thấy gần gũi với Đức Kitô và những quyền lợi của họ được tôn trọng, Ngài nói. Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos.